Sau nhiều năm kinh tế Nhật Bản rơi vào suy thoái, Thủ tướng Shinzo Abe hy vọng sẽ thổi một làn gió mới vào thị trường lao động bằng những cải cách, trong đó có việc chú trọng vào năng suất làm việc và tạo điều kiện cho lao động trẻ. Năm ngoái, IBM tại Nhật Bản đã sa thải một nhóm công nhân có năng suất thấp. Đây là điều bình thường với một công ty Mỹ, nhất là trong quá trình tái cấu trúc. Thế nhưng, điều này rất hiếm gặp ở Nhật Bản, nơi người ta thường làm cho một công ty cả đời. IBM hiện đang bị kiện tại Nhật vì chấm dứt hợp đồng với người lao động một cách không hợp pháp. Vụ việc này giống như một phép thử đối với Thủ tướng Shinzo Abe trong các chính sách lao động của ông. Liệu ông Abe sẽ chọn điều gì, được lòng người lao động Nhật Bản hay là tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài? Trong đó bao gồm việc cho phép họ sa thải nhân viên dễ dàng hơn. Sau nhiều năm kinh tế Nhật Bản rơi vào suy thoái, Thủ tướng Abe hy vọng có thể đưa đất nước thoát khỏi hệ thống tuyển dụng ưu tiên sự ổn định và thâm niên hơn là tập trung vào tăng trưởng. Theo CNBC, trong một chương trình truyền hình, ông Abe nói rằng ông muốn việc thuê nhân công dựa vào chuyên môn và những công việc gần như toàn thời gian nhưng có thể cắt giảm khi không cần thiết. Những người ủng hộ ông Abe cho rằng những cải cách này có thể khuyến khích việc thuê mướn và tạo cơ hội cho phụ nữ và người lao động trẻ, những người có thể mắc kẹt trong các công việc hợp đồng lương thấp nếu không được luật pháp bảo vệ. Trong khi nhiều người lại cho rằng cải cách này diễn ra không đúng lúc và có thể khiến nhiều lao động nam ở tuổi trung niên bị mất việc. Theo những người này, điều đó sẽ có hại cho nền kinh tế, trong khi chính phủ đang cố gắng đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng giảm phát và thúc đẩy tăng trưởng. Các công ty tại Nhật Bản thường coi trọng thâm niên của người lao động, nhưng để nền kinh tế này trở lại thời kỳ huy hoàng trước đây, có lẽ thị trường lao động cần một làn gió mới.